Ngài Buddha, ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Trấn tĩnh lại đi Anna, chúng ta còn phải hoàn thành di nguyện của Buddha nữa. Đưa ngài đến thành Kusinara để cử hành lễ trà tiền. Nghiệp của con sâu nặng, làm sao thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi này được chứ? Cảm giác tội lỗi cứ bao vây lấy con, thì hãy tìm ra nguồn gốc của nó. Ajatasattu à, mỗi sớm mai thức dậy, khi mở mắt ra, tự trỗi lên điệu nhạc du dương, nhịp điệu hài hòa khiến chánh pháp dần dần sinh trưởng. Tất cả các bà la môn, triều thần và các quan lại đều cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có niềm tin chân chính, vậy thì muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp chân chính. Hình như là Nalasa, đệ tử của tiên nhân Asita. Lời tiên đoán của tiên nhân Asita đã trở thành hiện thực. Thời gian và hoàn cảnh biến hóa độ dời, hài nhi năm ấy đã giác ngộ thập Buddha. Ngài đem hạnh phúc đến cho hết thảy chúng sanh. Con may mắn chứng kiến cuộc hành trình của ngài từ Siddhartha đến lúc thành tựu quả Buddha.
nơi nào có bước chân ngài đi qua, nơi ấy đều trở thành thánh địa. Đóa hoa từ bi tuyệt đẹp đã nở rộ trước mặt chúng con. Hương thơm ngào ngạt sẽ xông ngát lớp lớp người sau giải thoát thành Buddha. Sắc thân trang nghiêm di diệu của ngài ra đi, nhưng ngọn đèn do ngài thắp lên có thể điểm thêm triệu triệu ngọn đèn khác. Hạnh phúc thay cho chúng sanh đã được sống cùng thời với Buddha. Buddha xưa nay không cầm gươm, chưa từng kéo binh gây chiến, nhưng ngài lại là một chiến sĩ dũng cảm nhất, vĩ đại nhất, đã chinh phục được toàn thế giới. Ngài khai sáng nên một nhân gian hoàn toàn mới mẻ, đấng phi phàm tuyệt luân. Ngài chính là Buddha. Anan, bây giờ chúng ta hãy chăm vàng củi thôi. Thầy Mahakassapa sắp đến rồi, em muốn đợi thầy ấy. Thầy Mahakassapa đến rồi. Đạo sư Mahakassapa đã biết trước Buddha sẽ nhập Niết Bàn, cho nên đã đi bộ suốt 6 ngày, 6 đêm không hề ngủ nghỉ. Nhờ vậy chúng tôi mới được nhìn thấy Buddha một lần sau cuối. Nhìn thật sắc rỡ nở trên gương mặt của ngài, chắc hẳn tên của ngài cũng rất đẹp. Tên của ta là Siddhartha Gautama. Ồ, những nghi thức tôn giáo hay thực thông và quốc tế, liệu chúng có đem lại lợi ích gì chăng? Nếu có người muốn đi qua bên bờ sông kia, vậy thì họ phải làm sao? Nếu mực nước sông cạn, vậy thì họ sẽ lội qua. Còn nếu vực nước sông sâu, thì phải chèo thuyền qua sông, hoặc họ sẽ bơi qua. Nếu như họ không muốn phải lội qua sông, không muốn phải bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy thì họ có thể cầu xin với thần linh bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân của họ chăng? Chúng ta gọi hai người này là kẻ ngu, vô cùng ngu muội. Cũng vậy thôi. Nếu có một người dùng trí tuệ chiến thắng dục vọng và ngu si, như vậy thì sao họ không tìm ra chân lý và đạo giải thoát tối thượng được? Nếu chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, thì họ chỉ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi, ngay nơi chỗ họ cất bước đi đầu tiên. Tôi đọc qua rất nhiều thánh điển, cũng được thọ giáo qua nhiều vị thầy, nhưng chưa có ai dùng hình thức và lời lẽ đơn giản như vậy để chỉ bày chân lý nhiệm mộng. Xưa nay chưa từng có ai. Ngài sẽ đưa loài người hướng tới chân lý vô thượng. Ngài từ bi như vậy. Hỡi Buddha, xin hãy thu nhận con làm đệ tử của ngài. Hỡi đấng đạo sư vô thượng của con, người mà con sùng kính nhất là con đèn sáng soi đường cho con. Con xin kính lễ người.